gửi tên tôi Dân Thanh Triều mến lên nữa. Ông là một tên tướng cướp giết người, ông đã lừa dối tôi, Dân là cái tình yêu trăm trăm của đời tôi. Đừng đông kịch nữa, hãy giữ chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly đó, và nên nhớ rằng giữa tôi và ông chữ yêu thương. Đồ tay đi bằng hai tiếng hồng thù, từ bây giờ về sau đừng gặp gỡ trong đời. Tôi ngã.